Xin chào tất cả các bác nghe này, kính cơn bọc vàng USA của Mỹ này, sản xuất thập niên 1950 nhá. Kính nguyên zin toàn bộ, độ mới trên 90%, này là 92 trên 3%. Cầu giữa thì AO 1 trên 10 12 KGF. Con này bọc vàng sáng ánh gương nhá. Chuôi ve nguyên zin này. Hai càng bao giờ cũng khắc đảo chiều American này. Optical 1 trên 10 12 KGF 5 1/2 này.